Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ show cho các bạn xem một trường hợp cắm implant theo cái kỹ thuật mới nhất hiện nay, kỹ thuật không gây tổn thương, không gây thăng chấn, thời gian ngắn mà hiệu quả cao. Mời các bạn cùng vào đây xem với mình. Đây là một trường hợp bệnh nhân là mất răng 36. Đây, các bạn nhìn thấy họ mất răng. Mất răng 36. Đã lâu rồi, mấy tháng. Theo như truyền thống thì các mọi người hay đi làm cầu răng. Cầu răng, nhưng mà với quan điểm những năm gần đây thì cái việc làm cầu răng ấy nó không còn là tốt nhất cho khách hàng và cho bệnh nhân nữa. Mình có một cái lựa chọn mới tốt hơn, đó là mình cắm implant, có nghĩa là mình tạo một cái chân răng trong xương, mà trên cái chân răng đấy nó tồn tại gần như là vĩnh viễn. Các bạn ăn nhai tốt, sinh hoạt vệ sinh bình thường và không bị ảnh hưởng ra bên cạnh. Thì để làm cái implant này được thì ngoài cái việc chuyên môn ra của bác sĩ ra thì cũng cần phải những hỗ trợ và những cái phần mềm X-quang 3D như thế này. Đây là một cái phần mềm chụp phim 3D cho bệnh nhân, mô phỏng lại toàn bộ cái cung hàm của bệnh nhân. Và trên đây thì các bác sĩ sẽ đo được khoảng cách, kích thước, giả lập được cái implant trước khi làm. Mình đã hình dung ra được cái răng của mình sau làm nó như thế nào, có an toàn hay không. Mình lựa chọn được cái đường kính và chiều dài cái implant cho phù hợp. Mình đánh giá được cái mật độ xương, xem là mật độ xương này là xốp hay là đặc, có ghép xương hay không, nên dùng. Từ đó bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn là dùng implant của hãng nào là tốt cho trường hợp này, dùng xương nào là tốt trường hợp này. Lên ca thì ca này, bạn này bạn mất răng 36 này. Mình mình phóng to ra. Đây là lát cắt dọc. Ở trên lát cắt này mình đã đo được chiều dài, chiều rộng xương, mật độ xương, để mình đo lên các bạn coi. Cái chỗ hồng hồng đây là ống thần kinh hàm dưới. Mình cắm cái len, mình thấy cái này ra, nên mình sẽ đo đường vào đây xuống. Đây hiện tại đây là nơi đo tới được tới 19 mm. Nhìn cái xương này là biết là đây là được đủ tiêu chuẩn. Đây chiều rộng là được 19 này. Chiều rộng là 9,45 mm, rất là rộng. Để cắm một cái implant thì cần cái kích cỡ từ 3 mm cho đến 5,5 mm, 3,5, 3,8, 4,2, 4,5, 4,8, rất nhiều kích cỡ khác nhau. Vì vậy là trên bệnh nhân này là mình đánh giá là bệnh nhân đủ tiêu chuẩn cắm một implant có đường kính là 4.8 đến 5.2, chiều dài thoải mái. Mình đã được chọn một cái đường kính là 4.8 nhân với lại 12 trong trường hợp này. Cái xương này là cái xương tuyệt vời. Trên lát cắt ngang này thì mình đã thấy được cái chiều rộng của bờ xương, cái rộng của xương này được 10.3 mm, thoải mái, rất là rộng.
phim ba nhé. Phim này hay lắm, phim này ngoài chuyện đo khoảng sân này còn mình đánh giá là người ta còn lại luôn. Đấy, mình nhìn thấy đây mình biết được rằng này là đã chữa thủy rồi này, bố đỗ thủy này. Đấy, bác sĩ làm rất là tốt. Đây đánh giá là răng 8 mấy chân ông thủy. Ngày xưa mình thấy rằng khi mà thì bây giờ nó khó. Đây trên mắt cá này thì mình đã cắt là đo được cái chiều khoảng cách giữa các răng còn lại. Trong trường hợp này là khoảng cách răng còn lại là 10,6 mm, rất là rộng, đủ một cái răng số 6. Tốt lắm, không cắn ngon luôn rồi đây. Thì bạn này là bạn một cô gái rất là trẻ, thế là mọi thứ thuận lợi hơn. Từ cái phim này thì mình đã lựa chọn một implant cho khách hàng, sau đó thì mình chuyển sang đến giai đoạn là cắm. Thì đây là mình mô phỏng lại quá trình, là mình đã quay lại quá trình cắm của bạn này, áp dụng cái công nghệ kỹ thuật mới nhất bây giờ. Tức là mình khoan mở cửa sổ lại, sau đó cắm tạo lỗ và cắm implant trong một thì rất là nhanh, không gây chảy máu, không đau, thời gian từ 5 đến 10 phút là xong cái implant rồi, cực kỳ an toàn luôn. Những người mà gọi là sợ đau nhất cũng có thể làm được. Thì các bạn xem